Hội đến trường của cậu ấy là có được bằng cách xoay một chiếc thìa. Hoan hô, con được đến trường. Người chị gái chỉ có thể bỏ học. Cha giảng viên đã học hành chăm chỉ. Bố không có khả năng, chỉ có thể cung cấp một đứa học. Trên đường đi học phải đi qua con sông lớn. Ngày đầu đi học, người bố mong con mình qua được sông. Sau đó không tiễn nữa. Trời mưa to vào sáng sớm. Viên Đá và Tiểu Hoa nhìn dòng sông vội vã hồi lâu. Viên Đá đi về phía trước, Tiểu Hoa cũng theo sau. Bởi vì trời mưa nước dâng cao, dòng nước chảy mạnh, Viên Đá có chút không ổn định, quay sang nhìn Tiểu Hoa, nhưng chỉ nhìn thấy cặp sách của cô bé và chiếc ô bị cuốn ra xa. Buổi sáng Tiểu Hoa còn nhảy múa, nhưng bây giờ chỉ có thể nằm xuống mãi mãi. Cậu ấy rất sợ, sợ đi học phải qua sông. Cậu không dám qua sông, cậu đã trốn học này, trốn 3 ngày rồi. Tao đánh chết mày, mày có xứng đáng với chị gái của mày không? Người bố phớt lờ sự ngăn cản của chị gái, đánh Viên Đá một trận. Ngày hôm sau khi qua sông đến trường, Viên Đá chạy mấy bước, cậu bé dừng lại và khóc. Lúc này, người bố đã xuống, tóm Viên Đá lên nói, học, ngày nào cũng phải đi, một ngày cũng không được mơ hồ. Từ đó cậu bé chăm chỉ học tập, từ tiểu học đến trung học cơ sở thành tích của cậu bé đều rất tốt, đặc biệt là hóa học. Khi lên trung học, Viên Đá đã ở lại trường học. Mùa đông ở ký túc xá rất lạnh, màn thầu đều bị đông cứng, phải ngâm với nước nóng mới ăn được. Lúc học chỉ có thể khoác trên mình chiếc chăn bông dày. Hôm nay chị của Viên Đá đến thăm cậu ấy, mang bánh hấp nóng cho cậu ấy. Không nói lời nào, cậu ấy lấy ăn luôn. Chị gái dặn dò Viên Đá học hành chăm chỉ, tương lai hiếu thảo với cha. Trước khi đi còn đưa học phí cho Viên Đá, cậu ấy liền quay người đi vào trong ký túc, không chú ý đến chị gái xảy ra chuyện gì. Cậu được nghỉ về nhà. Viên Đá đung đưa quần áo đi dạo trên cánh đồng. Cậu nhìn thấy đội chào đón từ xa trên đường, cồng chiêng và đánh trống. Viên Đá vui vẻ hát heo. Nhưng khi về đến nhà, nhìn chữ hỉ màu đỏ to lớn trước mắt, anh ấy đã im lặng trong một lúc. Viên Đá đột nhiên hét lên, chị, chạy vào trong nhà hỏi, chị con đâu, gà đi rồi. Nhìn vào tiền trên bàn, cậu ấy hét vào mặt bố mình, tôi hận ông, bỏ đi đuổi theo chị gái. Kết quả là tiệc cưới đã tiến xa. Chị, ở trường thành tích của cậu ấy rất tốt, giáo viên yêu cầu cậu tham gia kỳ thi Olympic hóa học, cũng lấy ra phí đăng ký từ ngăn kéo. Cậu ấy không cần, giáo viên Cao nói, không phải cho cậu, viết giấy vay nợ đi. Vì vậy, Viên Đá đã viết giấy vay nợ cho giáo viên Cao, liền rời đi. Cô giáo dùng giấy vay nợ để lau bút. Viên Đá từ từ bắt đầu học làm việc nhà. Khi ăn cơm, cậu nói với bố mình sẽ tham gia kỳ thi Olympic hóa học ở trường học. Sau vô số ngày đêm chiến đấu, cuối cùng Viên Đá cũng không phụ lòng mong đợi của thầy giành giải thưởng phòng cam túc. Nhà trường đã tổ chức họp mặt tuyên dương cậu. Ở cổng trường, giáo viên nói với bố cậu về tình hình giải thưởng của Viên Đá. Người bố vừa cảm động vừa vui mừng. Người bố ôm chặt giấy chứng nhận trên đường về nhà, cho dân làng xem từng cái người một. Dân làng lần lượt chúc mừng ông. Khi đi ngang qua cổng trường làng, còn mời trưởng làng hút thuốc. Khi mùa màng đến, chị sẽ về nhà để giúp gia đình đồng áng. Khi người bố bẻ ngô về nhà, ông ấy bị ngã, về nhà mới nói đau đầu. Chị gái bảo cậu ấy phải chú ý đến cơ thể của cha mình hơn. Buổi sáng, cậu ấy đã chuẩn bị bữa ăn rất sớm. Người bố vẫn đang nằm trên giường. Bố chân không sao chứ? Không sao. Người bố còn giục cậu mau chóng đi học. Nhưng khi cậu ấy làm bài tập về nhà, ngòi bút gãy bất ngờ, anh ấy có một cảm giác bất an. Vì vậy, cậu ấy đã đóng gói mọi thứ nhanh chóng chạy về nhà. Phát hiện rất nhiều người xung quanh nhà. Bố cháu bị làm sao vậy? Bố cháu bị làm sao vậy? Ông hai, bố cháu bị sao vậy? Bố cháu bị đột quỵ. Dân làng khiêng người bố đến bệnh viện. Về nhà ông ấy vẫn không thể tự ăn một mình. Người bố tức giận đập tung bàn ăn. Viên Đá đúng lúc mở cửa nhìn thấy, liền nhặt những thứ trên mặt đất lên. Kể từ đó, Viên Đá không còn sống ở trường nữa. Mỗi ngày chạy đến trường và chạy về nhà, cho bố uống thuốc, lại chạy lên trường học. Mưa hay nắng, cũng học chăm chỉ hơn. Vì vậy, Viên Đá đã được nhận vào đại học sư phạm. Giáo viên còn đặc ý gửi giấy nhập học. Cả làng vui vẻ tổ chức lễ ăn mừng cho cậu ấy. Người bố cười rất vui vẻ. Cậu đột nhiên nghĩ ra một vấn đề. Cậu lên đại học, vậy bố phải làm thế nào? Một bên là trường đại học và một bên là người cha không thể buông bỏ. Tình hình khó xử, cậu chợt nghĩ đến chị gái. Khi về, chị gái khâu vài đôi giày cho Viên Đá và nói đến đón bố, giải quyết nỗi lo trong lòng cậu ấy. Nhưng người cha cứng đầu không muốn làm khổ con gái mình, đẩy Viên Đá ra. Con làm sao có ngày hôm nay? Chị con làm sao gả cho người ta? Bố bây giờ như vậy, nói gì đi nữa cũng không thể làm khổ chị con. Người bố xin trưởng làng làm mũ bảo vệ, nhưng điều kiện của mũ bảo vệ là không có con trai, không có con gái. Viên Đá khi biết chuyện, cậu ta chạy về nhà đập cửa, nhưng người bố chết cũng không mở cửa. Viên Đá phải quỳ xuống trước di ảnh mẹ và khóc. Cậu ấy quyết định không học đại học nữa. Một ngày nọ, cậu chuẩn bị ra ngoài để kéo nước, người bố đã ngăn cậu ta lại, lấy giấy báo nhập học đại học của cậu hỏi chuyện này là như thế nào. Con không đi học nữa bố, con dám, bố, con không thể bỏ bố để đi học trong thành phố. Người bố rất tức giận, ông đã ngã xuống đất trước khi tự đánh mình. Viên Đá đã đến để giúp đỡ, nhưng người bố từ chối, đánh Viên Đá nhiều lần. Đợi khi bố đánh không cử động được nữa, Viên Đá mới nói, bố, con nuôi bố, con có thể nuôi bố. Viên Đá bất ngờ bị đánh thức bởi tiếng chó sủa trong đêm. Bật đèn lên và thấy bố không có trên giường, nhanh chóng ra ngoài tìm. Cậu thấy con chó sủa ở miệng giếng. Bố, cậu ấy nhảy xuống không chút do dự, cứu bố mình lên.
Hai bố con họ không nói lời nào. Không lâu sau người bố nói: "Con ơi, bố không muốn là gánh nặng của con, sợ bố lại nghe đến chuyện tự tử." Cậu ấy nói: "Con sẽ đi học." Ngày hôm sau trưởng làng và mọi người đến nói với Viên Đá: "Để bố cậu làm mũ bảo vệ, làng sẽ nuôi bố cậu." Viên Đá từ chối dứt khoát: "Cháu sẽ cõng bố cháu đi học, cõng bố cháu đi học." Giáo viên Cao thuê một phòng ở thành phố: "Cháu muốn cõng bố cháu lên thành phố học." Trước khi đi, bố cậu lấy giấy chứng nhận trên tường xuống và đưa cho cậu. Viên Đá đóng cửa, kéo cha cậu đến cổng làng. Khi qua sông, Viên Đá nhìn sang bố mình. Người cha mỉm cười nhìn đứa con trưởng thành. Lúc này, cậu ta ngồi xổm xuống, cõng bố trên lưng. Đi sang bên kia, cậu nhớ bố cậu đã cõng cậu qua sông khi cậu còn nhỏ. Bây giờ cậu cõng bố cậu qua sông. Hoàng hôn chiếu rọi hai bố con như ánh sáng ấm áp vào tim. Phim được chuyển thể từ chuyện có thật. Bạn có thể xem phim gốc nếu bạn thích. Bình luận và sẻ chia nhé. Tôi là Sam Giá, hẹn gặp các bạn lần sau.